Nếu sinh thần bát tự là định số cho ra những nghiệp lực khác nhau của mỗi con người. Từ tướng mạo đến tài phú hay gia đạo đã là định số, thì phong thủy hay thần Phật không giúp được gì. Chỉ có thể tự tu dưỡng mới có thể chuyển hóa. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 4, sinh từ 14 tháng 5 đến 12 tháng 6 năm 80 dương lịch, tháng Tân Tỵ. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết thủy kim, kỵ hỏa mộc. Các bạn ghi lại 8 ô sinh thần bát tự của mình để tiện theo dõi. Ai sinh mệnh ngày thuộc bính hoặc mậu, gặp vận có chữ tỵ hoặc trong mệnh có chữ tỵ là một mã dễ phát tài. Năm sinh canh thân, nhóm người hướng ngoại, thiếu giao tiếp, dễ nổi bật trong đám đông, hiếm khi chịu thua thiệt ai trong cuộc sống. Tháng sinh tỵ là nhóm người khá linh hoạt, thích hướng ngoại, giao tiếp giỏi, có phần kiêu căng. Tỵ thân là hai mật mã xung khắc, mệnh dễ biến động. Người sinh nhóm này tính cách đa phần uyển chuyển, nhiệt tình thái quá. Mệnh hỏa vượng thường nhiệt huyết, thiếu sự định tĩnh. Mệnh thiếu thủy nên biết mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng tây bắc hoặc hướng bắc, nên tắm buổi sáng, làm tóc ướt, giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Soi gương là cách tăng vận kim thủy. Đi ngủ hoặc tập thể dục, bên mình nên có chai nước suối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy vào buổi tối, càng về khuya càng có tinh thần. Thời vận mệnh nữ từ 42 đến 51, hành vận bính Tý. Năm thân gặp vận có chữ Tý là có sao thăng tiến hoặc dễ có người trợ giúp. Ai sinh mệnh ngày thuộc quý, gặp lại vận có chữ Tý là một mã dễ phát tài. Hành vận do hỏa thủy quản, 5 năm đầu thường không tốt, 5 năm sau vào vận có thủy là cơ hội tốt về tài lộc và công danh, nhất là ai sinh mệnh ngày mậu hành thổ. Với mệnh nam từ 40 đến 49, hành vận đúng tuất, ai sinh mệnh ngày hành ất thuộc mộc, gặp đại vận có chữ tuất là một mã dễ phát tài. Hành vận do hỏa thổ quản, 10 năm này dễ biến động, tâm tánh dễ nóng nảy, chư vị hãy hành thiền giúp điều phục tâm tánh. Cải vận tốt nhất không phải dùng phong thủy, dùng phong thủy cho thêm ít phần cơ hội về tài lộc. Tu dưỡng tâm tánh mới là gốc, mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 5, sinh từ 13 tháng 6 cho đến 11 tháng 7 năm 80 dương lịch, tháng Nhâm Ngọ. Người sinh nhóm này đa phần khuyết thủy kim, kỵ hỏa mộc. Các bạn vào web ghi lại 8 ô sinh thần bát tự của mình để tiện theo dõi. Những ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ hoặc đinh, gặp vận có chữ ngọ, trong mệnh có chữ ngọ là mật mã dễ phát tài. Năm canh thân năng động, hướng ngoại, giao tiếp khéo, không chịu thua thiệt ai. Thì tháng sinh ngọ là hỏa vốn rất nóng tính, thích tự do, khi giận dữ khó kiềm chế, mệnh có khí chất dương rất cực đoan. Năm sinh thân gặp vận hoặc trong lá số có chữ ngọ là có sao hồng loan, chủ về sao đào hoa, kết hôn và tình cảm dễ biến động. Người sinh nhóm này tính cách đa phần mạnh mẽ, bảo thủ cao. Mệnh hỏa vượng thường nhiệt huyết, không chịu ngơi nghỉ. Mệnh thiếu thủy nên biết mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng tây bắc hoặc hướng bắc để thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là sau 15 giờ hoặc giờ buổi tối. Kỵ giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Đi đường nên đeo kính mát, nên thường xuyên tắm sáng làm cho tóc ướt, giữ gương mặt luôn trắng sáng. Sau gương là cách tăng vận kim thủy. Về thời vận, với mệnh nữ từ 41 đến 50 tuổi, hành vận đinh sửu. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp hoặc bính, đại vận có chữ sửu là một mã dễ phát tài. Hành vận do hỏa kim thổ quản, 5 năm đầu không phải thời vận tốt, 5 năm sau vào vận có kim có cơ hội tốt về tài lộc, nhất là ai sinh mệnh ngày bính hành hỏa hoặc giáp hành mộc. Với mệnh nam, hành vận đinh hợi từ 45 đến 54 tuổi. Ai sinh mệnh ngày thuộc chữ nhâm, đại vận có chữ hợi, mật mã dễ phát tài. Hành vận do hỏa thủy quản, 5 năm đầu thường không tốt, nhiều trở ngại vì hành hỏa. 5 năm sau vào vận có thủy, có cơ hội về công danh, rất tốt với ai sinh mệnh ngày kỷ hành hổ. Ứng dụng phong thủy gia tăng thêm vài phần về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh và mở lòng bố thí giúp người mới là cách tích phước bồi đức.
Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 6, sinh từ 12 tháng 7 cho đến 10 tháng 8 năm 80 dương lịch, tháng Quý Mùi. Nhóm người sinh nhóm này đa phần thiếu thủy mộc, kỵ hỏa thổ. Các bạn nên ghi lại 8 ô năm tháng ngày giờ sinh của mình. Năm sinh Canh Thân thuộc nhóm hướng ngoại, khéo giao tiếp, dễ nổi bật trong đám đông, không chịu thua thiệt ai trong cuộc sống, là người của gia đình. Tháng sinh Mùi thuộc thổ hỏa, Mùi đại diện cho nhà cửa đất đai, là nhóm người có lòng bao dung, dễ cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, thường giúp đỡ chúng sinh. Năm sinh Thân, trong mệnh hoặc gặp vận có chữ Mùi là có sao quả tú, mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm tình cảm. Nếu làm thầy giảng dạy là mật mã tốt. Người sinh nhóm này có tính cách khá nội tâm, là người đa tính cách, chịu khó, nhiệt tình. Mệnh thổ vượng thường bao dung, người có tâm tánh lo xa, tâm khó an. Mệnh thiếu thủy mộc nên biết, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng bắc hoặc là hướng tây bắc. Hướng bắc là thủy, hoặc là hướng về hướng đông hành mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi tối là giờ của thủy. Soi gương là tăng vận kim thủy, sưu tầm dài dép túi sách đẹp là tăng vận mộc đẹp. Mệnh cần thủy đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối, cần mộc thì mang theo quyển sách nên thường xuyên đọc sách. Về thời vận, với mệnh nữ 42 đến 51 tuổi hành vận Mậu Dần sẽ phạm xung khắc thái tuế, tức đại vận xung với năm sinh, không tốt về sức khỏe, hao tổn thị phi chuyện tụng. Năm Thân nếu gặp vận có chữ Dần Thân là có sao dịch mã, dễ biến động chỗ ở, đi xa thay đổi công việc. Ai sinh mệnh ngày hành giáp gặp vận có chữ Dần là mật mã dễ phát tài. Với mệnh nam hành vận Mậu Tý từ 44 đến 53 tuổi, ai sinh mệnh ngày hành Quý gặp vận có chữ Tý, mật mã dễ phát tài. Năm Thân gặp vận có chữ Tý là có sao thăng tiến hoặc người trợ giúp. Hành 10 năm đại vận này do mộc kim quản, 5 năm đầu không phải thời vận tốt vì gặp thổ, 5 năm sau hành vận khá hơn vì có tý kim, có cơ hội về tài lộc, nhất là ai sinh mệnh ngày Mậu hành thổ. Cải biến tốt nhất không phải là phong thủy, phong thủy cho thêm vài phần về tài lộc, tốt nhất vẫn là tự tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 7, sinh từ 11 tháng 8 cho đến 8 tháng 9 năm 80 dương lịch, tháng Giáp Thân. Mệnh đa phần khuyết mộc, kỵ kim thổ. Các bạn lưu lại 8 ô năm tháng ngày giờ sinh của mình để tiện theo dõi. Ai sinh mệnh ngày hành Canh gặp đại vận hoặc trong lá số có chữ Thân, mật mã dễ phát tài. Năm sinh Canh Thân, sinh tháng Thân, năng động, hướng ngoại, khéo giao tiếp, không thèm thua thiệt ai trong cuộc sống, người vì gia đình. Năm và tháng đều là chữ Thân, dễ có sự kiêu căng, bảo vệ lẽ phải, đôi khi thiếu quyết tâm lớn. Người sinh nhóm này tính cách đa phần hướng ngoại, trừ những sinh mệnh ngày thuộc hành âm. Mệnh kim vượng thường trượng nghĩa, lời nói dễ gây sát thương với người khác. Mệnh khuyết mộc nên biết, khi đi ngủ nên mang theo quyển sách, nên thường xuyên đọc sách, có thể trồng nhiều cây cối, trồng hoa, sưu tầm dài dép túi sách, nhưng phải là đồ mới là mộc đẹp. Nuôi mèo cũng là mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Mỗi sáng thức dậy, mặt có thể hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam. Mỗi sáng thắp nhang là mộc, vái lại gõ vào chiếc mõ là âm thanh của mộc. Thời vận từ 44 đến 53 tuổi của mệnh nữ hành vận Kỷ Mão. Ai sinh mệnh ngày Ất hành mộc gặp vận có chữ Mão, mật mã dễ phát tài. Hành vận do mộc thổ quản, mệnh khuyết mộc gặp vận có chữ mộc là điều tốt lành, được xem thời vận khá tốt, nhất là ai sinh mệnh ngày Canh hành kim hoặc là Ất hành mộc. Với mệnh nam, thời vận từ 42 đến 51 tuổi hành vận Kỷ Sửu. Ai sinh mệnh ngày Giáp hoặc Bính gặp vận có chữ Sửu, mật mã về tài phú. Hành vận do thổ kim quản, đa phần trở ngại, tâm lo lắng thái quá. Cải vận tốt nhất không phải là phong thủy tăng thêm vài phần về tài lộc,
tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới là cách cải vận tốt nhất, cải từ nhân quả. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 8, sinh từ 9 tháng 9 cho đến 8 tháng 10 năm 80 dương lịch, tháng Ất Dậu. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, quyết mộc hỏa. Các bạn lưu lại 8 ô trong năm tháng ngày giáng sinh của mình để tiện theo dõi. Với ai sinh mệnh ngày thuộc chữ Tân, gặp mệnh có chữ Dậu hoặc là trong mệnh có chữ Dậu là mật mã dễ phát tài, lẫn mật mã dễ biến động chuyện tình cảm. Năm sinh Canh Thân, nhóm người hướng ngoại, khéo giao tiếp, dễ nổi bật trong đám đông, không chịu thua thiệt ai. Thì người sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim, Dậu cố chấp khỏi bàn, không thể thương lượng được với họ, cãi với họ dễ cao máu. Không nên tranh cãi với người sinh nhóm này. Năm sinh Thân, nếu gặp vận hoặc trong mệnh có chữ Dậu là có cả sao Hành Trì, là sao Đào Hoa, chu kỳ tình dục, tướng mạo thông minh, có duyên ăn nói và gặp gỡ nhiều người. Người sinh nhóm này tính cách đa phần thẳng thắn, trọng danh dự, lời nói dễ gây sát thương. Mệnh kim vượng thường trượng nghĩa lẫn tháo thắng. Mệnh khuyết mộc hỏa nên biết mỗi sáng gõ vào tiếng mõ là nạp mộc, âm thanh của mõ là âm thanh mộc. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách nên thường xuyên đọc sách, sưu tầm dài dép túi sách mới mới là mộc đẹp. Không nên giữ dài dép túi sách cũ, tạp vật sách báo cũ là mộc xấu xí. Giờ tốt trong ngày cho mệnh tứ mộc là buổi sáng, buổi trưa là giờ của hỏa, sau 15 giờ là giờ kim thủy. Sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam để tăng thêm mệnh tốt. Với mệnh nữ, thời vận 44 đến 53, hành vận Canh Thìn. Năm Thân, gặp vận có chữ Thìn là sao Hoa Cái, chu kỳ về đào hoa, nghệ thuật thông minh, tính cách rất mạnh mẽ, dễ cô đơn. Ai sinh mệnh ngày Ất hoặc Mậu gặp vận có chữ Thìn, mật mã về tài phú. Hành vận do Thổ Kim quản, mệnh kỵ kim, hành vận kim, trở ngại là điều khỏi bàn, tính cách càng mạnh càng bảo thủ, khó lòng chuyển mình. Hành thiền bố thí là phương pháp cải biến từ bên trong. Với mệnh nam, hành vận Canh Dần từ 45 đến 54 tuổi, phạm xung thái tuế, tức đại vận xung với năm sinh, không tốt về sức khỏe, hao tổn thị phi kiện tụng. Hành vận do mộc kim quản, vận có mộc đôi phù tốt về công danh. Ai sinh mệnh ngày Giáp, hành mộc, gặp vận có chữ Dần là mật mã dễ phát tài. Các bạn nên biết dùng phong thủy tăng thêm vài phần về tài lộc. Bố thí giúp người tu dưỡng tâm tánh mới là cách cải biến tốt nhất. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 9, sinh từ 9 tháng 10 cho đến 7 tháng 11 năm 80 dương lịch, tháng Bính Tuất. Mệnh sinh nhóm này đa phần thiếu thủy mộc, kỵ hỏa thổ. Các bạn ghi lại 8 ô năm tháng ngày giờ sinh của mình để tiện theo dõi. Năm sinh Thân là nhóm người hướng ngoại, khéo giao tiếp. Tháng sinh Tuất là nhóm người kiên trì, thích kinh doanh, người trầm tính. Mệnh có thể đa tính cách, tùy vào thời vận. Người sinh nhóm này tính cách đa phần chịu khó, người có tầm nhìn. Mệnh thổ vượng thường bao dung và lo xa. Mệnh quyết mộc và thủy nên biết mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam. Mệnh cần mộc đi ngủ nên mang theo quyển sách, thường xuyên đọc sách, sưu tầm dài dép túi sách mới là mộc đẹp. Không nên giữ mộc xấu xí, là dài dép túi sách cũ, sách báo cũ là mộc xấu xí. Mỗi sáng thắp nhang hoặc gõ vài tiếng vào chiếc mõ là tăng vận mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng, giờ buổi tối là giờ của quỷ. Về thời vận, với mệnh nữ 45 đến 54, hành vận Tân Tỵ. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính hoặc Mậu, gặp vận có chữ Tỵ là mật mã dễ phát tài. Hành vận do kim hỏa quản, hoàn toàn không có mộc thủy, không phải thời vận thuận, tâm tánh dễ nóng nảy. Với mệnh nam, hành vận Tân Mão từ 41 đến 50 tuổi. Ai sinh mệnh ngày Ất hành mộc, gặp vận có chữ Mão là mệnh dễ phát tài, nhất là trong giai đoạn 41 đến 50. Hành vận do kim mộc quản, 5 năm đầu dễ xung đột người chặt tuổi, 5 năm sau vào vận có mộc là cơ hội tốt về tài lộc công danh, nhất là ai sinh mệnh ngày Canh hành kim. Cải vận tốt nhất không phải là phong thủy, phong thủy cho thêm vài phần về tài lộc, vẫn là
tu dưỡng tâm tánh, bố thí giúp người, đó là cách cải biến tốt nhất. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 10, sinh từ 8 tháng 11 cho đến 6 tháng 12 năm 80 dương lịch, tháng Đinh Hợi. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết hỏa mộc, kỵ thủy. Các bạn lưu lại 8 ô năm tháng ngày giờ sinh của mình để tiện theo dõi. Những ai sinh mệnh ngày Nhâm hành thủy, gặp vận có chữ Hợi, mật mã dễ phát tài. Năm thân vốn là người rất khéo léo, hướng ngoại giao tiếp giỏi, dễ nổi bật trong đám đông. Người sinh tháng Hợi, Hợi thuộc hành thủy, nhóm người rất hiền lành, hướng nội, tốt tính nhưng cộc tính. Có thể là đa tính cách trong người sinh nhóm này. Năm sinh thân, vận hoặc lá số có chữ Hợi là có sao cô thần hỏa tú. Mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm tình cảm. Nếu mật mã này người này làm thầy giảng dạy thì là điều tốt. Người sinh nhóm này tính cách đa phần trầm tĩnh, đôi khi thiếu quyết tâm lớn. Mệnh sinh mùa thủy vượng, thường khó giữ được tài lộc. Mệnh thiếu hỏa nên biết mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Mệnh cần hỏa mộc đi ngủ mang theo quyển sách, thường xuyên đọc sách. Nhà ở nên dùng nồi ấm, nên thường xuyên vào bếp nấu nướng để tăng vận hỏa. Giờ tốt cho mệnh thiếu mộc là sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Về thời vận, với mệnh nữ 43 đến 52 hành vận Nhâm Ngọ. Năm thân gặp vận có chữ Ngọ là có sao Hồng Loan, chủ về đào hoa kết hôn, tình cảm biến động. Ai sinh mệnh ngày Kỷ hoặc Đinh, gặp vận có chữ Ngọ là mật mã dễ phát tài. Hành đại vận do hỏa thủy quản, 5 năm đầu khó thuận, 5 năm sau và vận có hỏa, cơ hội tốt về công danh, nhất là ai sinh mệnh ngày Quý hành hỏa. Xin lỗi, quý hành thủy. Với mệnh nam, hành vận Nhâm Thìn từ 44 đến 53 tuổi. Năm sinh thân, nếu gặp vận có chữ Thìn là có sao Hoa Cái, chủ về thông minh sáng dạ, dễ thị phi, dễ cô đơn. Ai sinh mệnh ngày Ất Mậu, gặp vận có chữ Thìn, mật mã dễ phát tài. Hành vận do thủy thổ quản, hoàn toàn không có hỏa, không phải thời vận tốt. Mệnh kỵ thủy, hành vận thủy, trở ngại là điều không phải bàn. Tính tình khá nhạy cảm, thiếu quyết tâm lớn. Vì vậy, dùng phong thủy tăng thêm vài phần về tài lộc. Nhưng hãy tu dưỡng tâm tánh, bố thí mở lòng giúp người là cách rốt ráo cải biến. Cải từ bên trong. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 11, sinh từ 7 tháng 12 cho đến 5 tháng 1 năm 81 dương lịch, tháng Mậu Tý. Người sinh nhóm này đa phần khuyết hỏa mộc, trị thủy. Các bạn nên Google tìm mệnh khuyết để tìm hiểu thêm. Ví dụ mệnh khuyết hỏa, và tự tra lại lá số để ghi lại để tiện theo dõi. Ai sinh mệnh ngày thuộc quý, gặp vận hoặc là lá số có chữ Tý là mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Năm sinh thân vốn năng động, hướng ngoại, khéo giao tiếp. Người sinh tháng Tý đại diện cho cố chấp cực độ, thường bảo vệ lý lẽ của mình. Sinh tháng này tốt tính nhưng rất chấp trước. Năm sinh thân gặp vận hoặc là năm hoặc là trong lá số có chữ Tý là có mật mã thăng tiến. Người sinh nhóm này tính cách đa phần tốt bụng nhưng xử lý nặng về tình cảm. Mệnh thủy vượng, thường khó giữ được tiền tài. Mệnh khuyết hỏa nên biết cần hỏa dùng màu ấm đỏ tím cam hồng, nên thường xuyên vào bếp để tăng vận hỏa, tăng vận đào hoa. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc nhỏ hoặc là thấp nhiên là tăng vận mộc hỏa. Thức dậy mặt nên hướng về hướng đông, hướng nam. Nhà ở vật dụng nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc. Về thời vận, với mệnh nữ hành vận Quý Mùi từ 40 đến 49 tuổi. Ai sinh mệnh ngày Giáp hoặc Canh, gặp vận có chữ Mùi, mật mã tốt về tài lộc. Năm thân gặp vận có chữ Mùi là có sao Quả Tú. Nữ gặp mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Hành vận do thủy hỏa thổ quản, 5 năm đầu không tốt vì có thủy, 5 năm sau và vận có hỏa thổ, cơ hội tốt về tài lộc công danh, nhất là ai sinh mệnh ngày Giáp hành mộc. Với mệnh nam, hành vận Quý Tỵ từ 40 đến 49 tuổi.
ai sinh mệnh ngày Bính hoặc Mậu gặp vận có chữ Tỵ là mật mã dễ phát tài. Hành vận do Thủy Hỏa quản, 5 năm đầu thường khó giữ được tiền, không thuận lợi, 5 năm sau bà vận tốt hơn vì có hỏa. Vì vậy, dù gì đi nữa, dùng phong thủy tăng thêm một ít về tài lộc, cho thêm bạn một ít về may mắn. Tu dưỡng tâm tánh, bố thí giúp người là cách cải biến từ bên trong. Khải Toàn xin giới thiệu nhân 12, sinh từ 6 tháng 1 năm 81 đến 4 cho đến 4 tháng 2 năm 81 dương lịch, tháng Kỷ Sửu. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết hỏa kỵ thủy thổ. Các bạn lưu lại 8 môn năm tháng ngày giờ sinh của mình để tiện theo dõi. Nhập ngày dương lịch sẽ ra cả ngày âm và ngày dương và ra ngũ hành của ngày sinh. Năm sinh canh thân thuộc nhóm hướng ngoại khéo giao tiếp, dễ nổi bật trong đám đông. Thì người sinh tháng Sửu, Sửu vốn làm lề cứng đầu, bao dung hiếu thuận. Sửu thổ là người hiếu thuận tốt bụng biết cho đi. Người sinh nhóm này tính cách đa phần trầm tính, đôi lúc thiếu nhiệt huyết, thiếu cố gắng, thiếu quyết tâm lớn. Mệnh thổ vượng thường bao dung, lo xa, tâm khó an tịnh. Mệnh thiếu hỏa nên biết mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mõ hoặc thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng nam. Nhà ở vật dụng nên dùng nhiều màu ấm đỏ, tím, cam, vàng, hồng, tránh để nhà bếp bừa bộn. Mệnh khuyết hỏa mộc đỏ, tím, hồng, cam làm chính hoặc là xanh lá làm mộc, nên thường xuyên vào bếp để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Giờ tốt cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ của hỏa là giờ buổi trưa. Về thời vận mệnh nữ, từ 42 đến 51 tuổi hành vận giáp thân, không phải vận tốt. Phạm phục ngâm là đại vận trùng với năm sinh, không tốt về sức khỏe, hao tổn, kiện tụng và thị phi, nên giữ kẻ lời nói, giữ kẻ lời ăn tiếng nói, hạn chế đầu tư rủi ro. Với ai sinh mệnh ngày canh, hành kim gặp vận có chủ thân là lặp lại mật mã lộc thần, đầu cơ dễ phá tài. Vận này có cả sao dịch mã, biến động đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Về mệnh nam, hành vận giáp ngọ từ 45 đến 54 tuổi. Năm thân gặp vận có chữ ngọ, sao hồng loan, chủ về đào hoa, kết hôn và tình cảm dễ biến động. Ai sinh mệnh ngày kỷ hoặc đinh gặp vận có chữ ngọ, mộc mã dễ phát tài. Hành vận do mộc hỏa thổ quản được xem là thời vận khá tốt, nhất là ai sinh mệnh ngày tân hành kim hoặc quý hành thủy. Trên tất cả, dùng phong thủy cho bạn thêm vài phần tốt về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh là cách cải biến từ bên trong, tích phước bồi đức bằng cách bố thí giúp người. Người khuyết mộc, các bạn nhìn vào đồ hình sau: màu xanh lá, trang sức các loại đá quý màu xanh lá, vòng gỗ trầm rất nhiều mộc, thỏ, hổ, mèo, Kitty, Doraemon, thích hợp cho việc ăn chay. Người khuyết hỏa, đỏ, tím, cam, vàng là hỏa, nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc, ăn lẩu đồ nướng sô cô la, đồ nóng là những thứ thuộc hỏa. Người khuyết kim, trắng, xám, vàng, bạc, trang sức, đồ đồng đều thuộc kim, đồ lạnh là kim, những nước có tuyết đều là hành kim, tiếng chuông đồng là kim. Người khuyết thủy, xanh lam, đen, trang sức vàng bạc, đá quý, xanh dương, cá, chuột, heo, mít kia, dơi, những đồ lạnh, tủ yến, bia lạnh, trà đá cũng là thủy. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần mệnh khuyết cho tuổi canh thân theo 12 tháng sinh. Để chính xác hơn, các bạn phải biết ngày giờ sinh giới tính. Bát tự tứ trụ là xét cả 8 ô trong sinh thần bát tự. Xét về mệnh ngày sinh có những lưu ý sau đây, các bạn nhìn vào để tham khảo. Biết tháng sinh, năm sinh, biết mệnh khuyết là gì, kết hợp mệnh ngày sinh, các bạn có một cách nhìn cụ thể về vận mệnh của mình. Các bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần để dễ hiểu hơn. Cải vận tốt nhất là cải từ bên trong, tức cải biến từ trong tâm. Tâm thiện thì tướng chuyển. Để tâm thuần thiện thuần tịnh, bạn có thể xem lại video 28 bước dưỡng thân dưỡng thần giúp cải vận. Giả dụ mỗi sáng bạn cầu nguyện là phương pháp hiệu nghiệm
giúp tâm lực vững mạnh, tự gia tăng cho mình những niềm tin. Dùng phong thủy để cải biến vận mệnh chỉ là phương pháp cải biến từ bên ngoài. Dù bạn dùng phương pháp hay phương tiện gì, cũng cần chính bản thân bạn tự nỗ lực, không ngừng phấn đấu. Chẳng có thần vật nào làm giúp bạn nếu bạn không chân thiện, không nỗ lực. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.